Xin chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã xem kênh Tin Sời. Sản lượng ô tô tăng kỷ lục, Thái Lan đang trở thành Detroit của châu Á. Thái Lan đã sản xuất hơn 2 triệu ô tô vào năm ngoái, con số cao nhất trong 5 năm qua. Thái Lan đã sản xuất hơn 2 triệu ô tô vào năm ngoái, lần đầu tiên vượt qua cột mốc này kể từ năm 2013 nhờ nhu cầu nội địa tăng trở lại. Sản lượng sản xuất ô tô tăng 9%, tương đương với 2.167.694 chiếc trong năm 2018. Theo số liệu của Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan, sản lượng của thị trường nội địa tăng 19%, tương ứng với 1.024.961 chiếc, trong khi sản lượng xuất khẩu tăng 1%, tương ứng 1.142.733 chiếc. Thái Lan được mệnh danh là Detroit của châu Á khi thường xuyên xuất khẩu hơn một nửa sản lượng ô tô sang nhiều thị trường khác. Chương trình ưu đãi được giới thiệu bởi chính phủ nữ Thủ tướng Jinlak Shinawatra đã tăng sản lượng của ô tô Thái Lan lên 2,45 triệu chiếc vào năm 2013, nhưng sau đó giảm xuống còn dưới 2 triệu từ năm 2014 do ảnh hưởng của cuộc đảo chính quân sự cho đến hết năm 2017. Nhu cầu trong nước đã tăng cao do người tiêu dùng biết tận dụng dịch vụ ưu đãi khi mua xe năm 2012 và cam kết không đổi xe trong 5 năm. Kích cầu nhằm mục đích giúp những người có thu nhập thấp có thể mua xe dễ dàng. Vào năm ngoái, sản lượng gia tăng bất chấp khó khăn về xuất khẩu khi nền kinh tế toàn cầu có dấu hiệu suy giảm, đại diện Liên đoàn cho biết. Sự sụt giảm do xung đột thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ sẽ cắt giảm sản lượng sản xuất của ô tô Thái Lan xuống 1%, tương ứng với 2,15 triệu chiếc. Sản lượng xuất khẩu sẽ giảm xuống còn 1,1 triệu chiếc, trong khi sản lượng trong nước tăng 1,05 triệu chiếc. Quý vị hãy nhấn like video này để ủng hộ kênh, cũng như hãy nhấn đăng ký kênh Tin Sơi để nhận tin mới mỗi ngày. Để không bỏ lỡ những tin sơ mới nhất, quý vị hãy nhấn vào biểu tượng chuông cạnh phím đăng ký ở góc phải mình để nhận tin sơ mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong video lần tới.